Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chứa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm được người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilê và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa. Chị em thân mến, thần học gia Kurt Ratner trong một bài giảng có kể câu chuyện một người bô lão trong một cái ngôi làng. Đứng ở cổng làng thì thấy một người cưỡi ngựa chạy rất mau, và khi đi qua cổng làng thì người bô lão này mới hét lớn lên: anh đi đâu vậy? Thì người cưỡi ngựa mới trả lời: anh cứ hỏi con ngựa. Câu chuyện nói lên một cái điều này rất là có thực trong cuộc sống của chúng ta. Đó là nhiều lúc chúng ta sống mà không biết mình làm cái gì. Người mê công việc, hay còn gọi là nô lệ cho công việc. Và không chỉ cho công việc, còn nô lệ cho nhiều điều khác nữa. Bài đọc 1 đã nói với chúng ta về cái tình trạng nô lệ này. Chúa đã đến để nhờ cái chết của người mà người hủy diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Đây là một điều rất thường gặp trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm mà không biết mình đang làm gì. Chẳng hạn như là một người đi ăn, tìm cái ngon mà không tìm cái bổ. Một người đi học, tìm cái bằng chứ không tìm kiến thức. Rồi người uống rượu, tìm cái chi vậy? Cuối cùng người vô 100%, tìm cái tiếng khen. Rốt cuộc là chẳng cho sức khỏe, chẳng cho cái thưởng thức, mà chỉ để được tiếng khen. Và chúng ta thấy chuyện này cũng xảy ra rất nhiều trong xã hội ngày hôm nay. Nhiều khi trên Facebook người ta đăng một bài để câu like, chứ không phải là để làm ích điều chi đó cho mình và cho người khác. Những người nói nhiều chỉ để khoe kiến thức mà không có làm. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về mẫu gương của chính Chúa. Đó là mẫu gương sống thật với chính mình, sống cho
một lẽ sống cao đẹp, đó là sống cho Chúa Cha, sống cho tha nhân, và không sống cho cái tôi của mình. Cả lúc đầu của bài phúc âm ta thấy Chúa đến chữa bà nhạc gia của Simon, rồi đến chiều tất cả những bệnh nhân, những người bị quỷ ám tụ họp trước cửa thành, người chữa hết. Thế nhưng cái điều hay chúng ta đọc thấy trong bài phúc âm ngày hôm nay, đó là sáng sớm tinh sương người Chúa dậy, ra khỏi nhà đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Tức là Chúa tìm đến tha nhân, làm điều tốt cho họ, và không bao giờ quên tìm đến với Chúa Cha, sự hiệp thông nên một với Chúa Cha trong cái lời cầu nguyện. Có khi ta làm việc mệt quá, quên cầu nguyện, quên đọc kinh, hay cầu nguyện đọc kinh không nổi, hay có khi là vì công việc nó bận rộn mà ta bớt đi cái việc gặp Thiên Chúa, thì lúc đó là chúng ta đang làm mất cân đối cuộc sống của ta rồi. Và rồi sau đó thì khi Simon và các bạn đi tìm người, tìm được rồi, các ông nói cùng người rằng mọi người đều đi tìm thầy. Ta nghe thấy vậy ta thích lắm, nếu có ai nói đi tìm ta. Nhưng mà Chúa nói chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Như vậy là Chúa không tìm mình mà Chúa đi tìm người ta. Và trong bài đáp ca chúng ta cũng thấy nói về một đời sống cân bằng, là kể trông vào Chúa, rồi đi tìm kiếm Chúa và thực thi ý của Chúa. Các nhà dòng Si Tô thường thường vào đó thì thấy ta thấy đầy cái chữ ora et labora, cầu nguyện và làm việc, một đời sống cân bằng. Trong cầu nguyện thì thân xác được nghỉ ngơi, rồi trong làm việc thì tâm trí được thư giãn. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một mẫu gương thật là tuyệt vời về một đời sống đẹp, tốt và khỏe. Xin cho chúng ta biết tìm kiếm chính mình trong sự nghỉ ngơi và tìm ý của Chúa, tìm lợi ích của tha nhân. Một cuộc sống như vậy không phải là chúng ta sống mà là Chúa đang sống trong chúng ta. Là một cuộc sống như vậy thực sự đem lại sự bình an, thanh thản trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết để Chúa điều khiển cuộc sống của chúng con. Bởi vì chúng con thường chạy theo cái tôi vị kỷ của mình. Một người biết nghe tiếng Chúa và để Chúa làm Chúa sống ở nơi mình, người đó sẽ tìm được sự cân bằng, bình an và hạnh phúc, khỏe mạnh trong thể xác cũng như tinh thần từ hôm nay. Amen.